Nhà đẹp Tân An xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Dũng có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An. Trước khi đi sâu vào chi tiết căn nhà, các bạn hãy cùng chúng tôi xem là anh Dũng đã đánh giá như thế nào về kiến trúc Tân Á nha các bạn. Sau mỗi dự án thì chúng tôi sẽ xin những đánh giá từ phía khách hàng để anh em kiến trúc sư, kỹ sư ngày càng hoàn thiện hơn nhờ sự làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo mà chúng tôi đã nhận lại những đánh giá tích cực từ phía khách hàng. Điển hình như căn nhà của anh Dũng thì anh có chia sẻ rằng về phần thiết kế bên công ty mình ok. Trước mắt thay mặt gia đình xin cảm ơn quý công ty đã hoàn thiện phần thiết kế cơ bản theo yêu cầu của gia đình trong thời gian thi công, rất mong nhận được sự sát sao từ phía công ty. Anh cũng chia sẻ rằng là ở vùng quê của anh thì thợ sẽ không chuyên về bản vẽ, do đó rất mong nhận được sự tích cực cũng như là sát sao từ quý công ty. Chính những đánh giá tích cực như thế là động lực để kiến trúc Tân Á ngày càng phát triển cũng như đem đến cho tất cả các bạn những mẫu nhà thật là đẹp, bắt mắt. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chúng tôi đã thiết kế cho anh Dũng căn nhà như thế nào mà anh lại đánh giá tích cực như thế nha các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Dũng. Căn nhà của anh là căn nhà 2 tầng mái Nhật, phong cách hiện đại và màu trắng là màu chủ đạo của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế bậc tam cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Ở khu vực tiền sảnh thì chúng tôi sẽ thiết kế 3 cột theo hình chữ L, vuông, to, khỏe khoắn, đi kèm với đó là các đường phào và chỉ ấm tường. Chân cột sẽ chúng tôi sơn giả đá màu xanh, phần thân sẽ sơn màu trắng giả đá để tạo điểm nhấn cũng như làm cho khu vực tiền sảnh trở nên bắt mắt hơn. Lý do chúng tôi thiết kế 2 cửa chính là bởi vì đây là phương án sau khi đã đo phong thủy và đưa ra biện pháp xử lý phong thủy, sau đó chúng tôi sẽ thiết kế 2 cửa chính ở hai bên nha các bạn. Ở khu vực cửa chính thì chúng tôi sẽ sử dụng cửa gỗ 2 cánh đi kèm với đó các đường phào và các chi tiết trang trí cho chúng ta thấy được một khu vực mặt tiền, khu vực sảnh chính rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hệ thống cửa sổ được chúng tôi sử dụng cho tổng thể căn nhà. Các bạn có thể thấy rằng đó là cửa nhôm kính viền tối màu khi kết hợp với màu trắng là một chủ đạo cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là sang trọng, bắt mắt và thể hiện sự bề thế của ngôi nhà cũng như là cửa sổ nhôm kính sẽ giảm chi phí xây dựng và bền đẹp theo thời gian. Các bạn có thể thấy rằng ở khu vực chân móng thì chúng tôi sẽ ốp bằng gạch thể để làm cho căn nhà trở nên vững chãi cũng như sạch sẽ nha các bạn. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi sẽ lắp thêm các đường phào cũng như khu vực sảnh chính thì chúng tôi sẽ tạo thêm một hè mái để phân tầng ngôi nhà và tạo điểm nhấn cho căn nhà. Ở khu vực tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một khu vực ban công từ dưới sảnh chính lên, sẽ là khu vực ban công của tầng 2, vẫn sẽ được thiết kế 3 cột vuông và như trang trí như ở tầng 1 nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng ở khu cửa sổ thì chúng tôi sẽ đắp ốp thêm gạch thể để tạo điểm nhấn cho tổng thể căn nhà. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 2 và tầng mái chúng tôi sẽ sơn một lớp sơn màu xanh nhằm phân tầng ngôi nhà. Mái được chúng tôi thiết kế cho tổng thể căn nhà của anh Dũng là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã hình dung về hình khối của hệ mái cũng như là tính toán để về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái và màu của mái sao cho hợp phong thủy đối với anh cũng như là làm cho căn nhà trở nên bắt mắt, thể hiện sự bề thế của ngôi nhà. Trên xe lô mái, trần nhà, các bức tường, các cột thì chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Các bạn có thể thấy rằng ở phía dưới thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm bồn trồng hoa, bồn hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên nha các bạn. Và đây là hình ảnh rõ nét hơn về khu vực sảnh chính, hai bên hai cửa rất là cân đối. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ bên hông của căn nhà. Các bạn có thể thấy rằng chúng tôi thiết kế rất là nhiều cửa sổ để căn nhà có thể mát mẻ và lấy ánh sáng tốt, cũng như xen giữa hai cửa sổ thì chúng tôi sẽ ốp gạch
màu sáng để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Ngoài ra thì nhằm làm cho căn nhà trở nên bắt mắt cũng như giảm sự đơn điệu cho bức tường thì chúng tôi sẽ đắp thêm các đường phào nổi ở đây nha các bạn, và sẽ được sơn màu xanh ở để tạo điểm nhấn nhìn rất là bắt mắt. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ trên cao. Ở góc độ này thì chúng ta có thể thấy được rằng ngoài diện tích của tổng thể căn nhà thì mặt sân của anh khá là rộng, thoải mái chỗ để xe cũng như khu vui chơi giải trí cho cả gia đình và các con. Cửa cổng chính sẽ chúng tôi sử dụng là cổng sắt phun tĩnh điện, hai bên sẽ thiết kế hai cột vuông đi kèm với đó là sơn giả đá để làm cho cánh cổng trở nên sang trọng hơn và được lắp đặt đèn chiếu sáng để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại nha các bạn. Và đây là hình ảnh nhìn từ trên cao rất là bắt mắt và sang trọng. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Dũng đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Anh có chia sẻ với chúng tôi rằng ở khu vực Yên Thành thì đã có rất là nhiều người đã tin tưởng và lựa chọn Tân Á làm đơn vị thiết kế. Từ đó anh biết đến được kiến trúc Tân Á và anh nhận thấy rằng những mẫu nhà mà do Tân Á thiết kế thì rất là đẹp, bắt mắt. Do đó anh đã tin tưởng và lựa chọn Tân Á làm đơn vị thiết kế. Các bạn có thể truy cập trang web cũng như kênh YouTube Nhà đẹp Tân Á để tìm hiểu, tham khảo và chọn cho mình mẫu nhà thật ưng ý như anh Dũng nha các bạn. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày những mẫu biệt thự, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Như kèm với đó là có những video chúng tôi đã review lại những căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Và những video chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thi công hoàn thiện ngôi nhà. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Sau khi các bạn đã có được cho mình những mẫu nhà thật ưng ý thì có thể vào phần mô tả. Ở đây chúng tôi đã để lại thông tin. Các bạn nhớ lấy thông tin ở đây để liên lạc với chúng tôi. Ở website Nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày những mẫu nhà mà đã được chúng tôi thiết kế từ trước đến nay. Các bạn có thể thấy rằng có rất là nhiều mẫu nhà. Chúng tôi có tất cả các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất cũng như công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhadeptanat.vn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Dũng đã làm việc với kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Sau khi anh đã chọn được cho mình mẫu nhà anh ưng ý thì anh đã liên lạc với kiến trúc Tân Á và được chúng tôi giới thiệu thêm về các mẫu nhà cũng như là giới thiệu với anh về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Các bạn có thể thấy rằng để thiết kế được một căn nhà sang trọng bắt mắt như thế thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát đo đạc khu đất, đo phong thủy cũng như là lấy thông tin của anh. Từ đó tất cả thông tin sẽ được chuyển đến tay kiến trúc sư trưởng kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu chúng tôi đều có phần kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Ở khâu giám sát chúng tôi có hai bộ phận, một phần giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát công trình, một phần giám sát online sẽ nhận phản hồi từ phía khách hàng cũng như hỗ trợ anh Dũng 24/24 để đảm bảo công trình thi công đúng thiết kế, tiêu chuẩn, kỹ thuật cũng như đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Để có được một căn nhà như thế thì chúng tôi đã cần rất nhiều con người. Ở mỗi khâu chúng tôi đều cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh để đảm nhận vị trí đó. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín như thế thì kiến trúc Tân Á đã rất nỗ lực cũng như là phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là kiến trúc Tân Á đã về tận nơi khảo sát khu đất của anh như thế nào nha các bạn. Để có được thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế thì chúng tôi đã về tận nơi khảo sát đo đạc khu đất. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh chúng tôi đã lưu lại được trong quá trình khảo sát. Để có được những bức ảnh như thế này thì chúng tôi đã phải sử dụng đến Flycam và các thiết bị công nghệ cao. Tiếp đến là hình ảnh khu đất của anh ở trong bì đỏ nha các bạn. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý về phong thủy đối với căn nhà của anh. Qua khảo sát thì chúng tôi được biết anh Dũng sinh năm 1989. Anh dự kiến là tháng 9 âm lịch 2021 sẽ khởi công căn nhà. Dựa vào phong thủy thì anh hợp với 4 hướng làm nhà. Đó là chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Đất định hướng làm nhà là hướng Nam. Sau đó chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy để căn nhà được bố trí ở vị trí hợp phong thủy. Đó là lý do mà chúng tôi đã bố trí hai cổng chính, hai sảnh chính nha các bạn. Các phòng trong căn nhà sẽ bố trí ở vị trí hợp phong thủy.
Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ quay khu đất bằng flycam, đó là khu đất có chiều dọc mặt đường cũng như đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho căn nhà sẽ là 1,5 tỷ đồng. Đất dự kiến xây dựng sẽ là 8 x 12 mét. Qua trao đổi thì chúng tôi sẽ thiết kế cho anh một căn nhà 2 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ vệ sinh chung, sân ướt. Tầng 2 sẽ có phòng hai phòng ngủ vệ sinh chung, sinh hoạt chung, ban công và sân thượng. Qua quá trình khảo sát cũng như trao đổi thì anh rất là hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và hy vọng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một căn nhà thật đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Dũng nhà các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng sao cho hợp phong thủy thì chúng tôi đã sử dụng la bàn phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý về phong thủy nha các bạn. Căn nhà của anh Dũng có diện tích là 12,5 x 8 m², hệ tường bao xung quanh căn nhà sẽ được chúng tôi sử dụng là tường 220, các vách ngăn sẽ được chúng tôi sử dụng là tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích là 26 m². Từ phòng khách sẽ tỏa đến các hướng. Ở tầng 1 sẽ có hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 14,5 và 14,8 m². Phía sau phòng ngủ sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 cũng như là phòng bếp có diện tích 20 m². Phòng bếp sẽ được đặt ở vị trí hướng chính tây thiên nhiên. Và cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích gần 5 m². Từ tầng 1 đi lên tầng 2 thì tầng 2 phòng sinh hoạt chung sẽ được bố trí ở vị trí phía trước ngôi nhà có diện tích là 19,6 m². Phía trước phòng sinh hoạt chung sẽ là khu vực ban công. Ở tầng 2 sẽ được bố trí hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 14,5 và 14,8 m² nha các bạn. Cuối cùng sẽ là phòng học, phòng làm việc có diện tích là 10,9 m² và nhà vệ sinh chung có diện tích là 5 m². Các bạn có thể thấy rằng ở xung quanh các phòng thì chúng tôi sẽ bố trí thêm các cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ và tạo hình khối cho căn nhà, làm cho căn nhà trở nên bắt mắt và sang trọng hơn. Tôi và các bạn đã chiêm ngưỡng xong căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Dũng. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Tôi cũng hy vọng nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy chọn đơn vị thiết kế có khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Cũng như nếu như các bạn tin tưởng vào Tân Á thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.